Chào anh em nhé, lại là Minh Phụng Music đây. Nếu như bạn đang tìm một cây piano điện thiết kế nhỏ, trọng lượng nhẹ, thích hợp cho người mới học môn piano này thì thương hiệu mình gợi ý chính là piano điện Atasia. Đây là một sản phẩm piano điện sách tay mang nét đột phá về cá tính, sự độc đáo thể hiện phong cách khác biệt của người chơi và đâu đó là dáng vẻ thể thao cực kỳ lôi cuốn. Nói chung khi nhắc đến piano điện, người chuyên về đàn thường nghĩ đến những mẫu nhỏ gọn, linh hoạt như cây Atasia Performer hôm nay mà team đem đến cho bạn khách tại quận 6. Làm thế nào mà chỉ với 5,7 triệu, cây đàn này đã đem đến một nét riêng nhưng vô cùng đầy đủ những tính năng cho người chơi cùng nhau khám phá qua video lần này nhé. Giờ là lúc chuẩn bị lên đường. Bạn nhân viên sau khi quấn đàn đã mang ra cửa để khởi hành cho chuyến đi. Đường phố đông xe cộ qua lại nhưng không ùn tắc vì mọi người vẫn đang trong giờ làm. Đường phố chiều nay hơi se se lạnh vì có lẽ trời sẽ mưa. Phố xá và cảnh vật như đang hối hả cùng dòng người ngược xuôi. Lên cầu và đến quận 6 thôi. Tới nhà khách rồi mọi người ơi. Cùng đợi bạn ấy dẫn tụi mình vào nhé. Mùi thơm từ bếp của nhà bạn khách khiến mình và người bạn đồng hành mém tí nữa quên rằng đang đi giao đàn. Không lan man nữa vào việc lắp đàn thôi. Trong thùng bao gồm cây đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn. Quà tặng hấp dẫn theo đàn là một chân đàn và một giắc phone. Tại sao lại nói Atasia Performer là mẫu đàn dành cho người trẻ? Cùng tìm hiểu với mình nha. Đàn có 3 mức độ cảm ứng lực nhấn khác nhau được trang bị trên 88 phím, đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn. Tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic rất đa dạng. Đàn vẫn được trang bị các tính năng phải có trên các dòng piano điện với metronome đếm nhịp, transpo giúp tăng giảm tông và slip chia bàn phím. Bộ xử lý tín hiệu số DSP được trang bị trên Performer để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Cổng kết nối trên đàn vô cùng tiện lợi. USB MIDI kết nối Atasia với máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Cổng tai nghe để chơi không làm phiền mọi người xung quanh. Cổng sustain pedal và jack cắm stereo layout cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để tạo âm thanh rõ nét. Ngoài màu đen trong video kỳ này, đàn còn có màu trắng cho người chơi chọn lựa. Với dòng Performer sẽ được chúng mình bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đến lúc bạn ấy bóc siêu đàn rồi. Thế là buổi giao đàn đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn và gia đình rất nhiều vì đã tiếp đãi bạn nhân viên bên mình bằng hai dĩa cơm ngon miệng. Với những tiêu chuẩn riêng làm nên sự khác biệt trong thời điểm chạy đua về piano điện hiện nay, Atasia vẫn giữ những nét đặc trưng vốn có từ trước của hãng. Tại sao các bạn không thử trải nghiệm em nó ngay đi nào? Cảm ơn các bạn đã xem video kỳ này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment cho tụi mình nhé. Mình sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể. Và hãy nhớ like, share, subscribe cho chúng mình để có nhiều động lực làm các clip hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.